Liên họ khủng long Tyrannosauridae gồm nhiều thành viên nổi tiếng và có thống trị các vùng đất từ Bắc Mỹ cho đến châu Á. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các chi khủng long Tyrannosauridae ở Bắc Mỹ bao gồm nhiều kẻ săn mồi khét tiếng như T-Rex, Gorgosaurus hay Ambatosaurus chủ yếu lại sinh sống ở nửa phía Tây trên một lục địa trải dài có tên gọi là Laramidia. Ngược lại, ở lục địa phía Đông với tên gọi là Appalachia, các bằng chứng về sự tồn tại của các khủng long bạo chúa nói riêng và các theropods nói chung vô cùng hiếm hoi. Trong phần đầu tiên này, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem đại lục Appalachia là gì và cũng gặp mặt những loài khủng long đầu tiên của liên họ Tyrannosauridae nhé. Đại lục Appalachia. Trong kỷ Creta, các mảng kiến tạo cổ đại là Farallon và Kula bị hút chìm xuống bên dưới mảng Bắc Mỹ. Điều này khiến cho vùng đất bên trên bị bẻ cong, tạo thành một lòng chảo cực lớn. Vào cuối kỷ Creta, mực nước biển dâng cao nhất trong lịch sử tồn tại của trái đất và nước biển bắt đầu tràn vào các lòng chảo này, tạo nên biển nội hải phía Tây. Đây là một vùng biển nông trải dài từ vịnh Mexico đến Bắc Băng Dương, phần cắt lục địa của Bắc Mỹ thành hai nửa, Laramidia ở phía Tây và Appalachia ở phía Đông. Sự chia cắt này đã làm cho hệ sinh thái ở hai nửa Bắc Mỹ phát triển theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Trong khi các điều kiện tự nhiên đã bảo tồn rất tốt dấu tích của hệ sinh thái đa dạng ở Laramidia, biến nơi đây thành một trong những khu vực có nhiều hóa thạch nhất thế giới, thì ngược lại, có rất ít bằng chứng về sự tồn tại của khủng long nói riêng và các loài cổ sinh vật học nói chung trên đại lục Appalachia. Do đó, nửa phía đông của lục địa Bắc Mỹ còn được mệnh danh là vùng đất bị quên lãng. Schwimmer năm 2002 cũng đặt ra giả thuyết sự thiếu vắng của các loài theropod ở Appalachia cũng có thể do sự cạnh tranh từ loài cá sấu khổng lồ Dinuscus rugosus, vốn hiện diện ở rất nhiều miền đông Bắc Mỹ với rất nhiều dấu răng để lại trên hóa thạch của các theropod và ornithopod tại đây. Cho đến nay, chỉ có thể chứng minh được sự hiện diện của hai thành viên liên họ Tyrannosauridae ở Appalachia là Dryptosaurus và Aplachiosaurus. Một số loài như Tehivinator hay Diplotomodon chỉ được biết đến qua tên gọi do bằng chứng về sự tồn tại của chúng chỉ là những mảnh hóa thạch vụn vặt đầy chắp vá. Mới đây, người ta cũng đã phát hiện được xương đùi của một cá thể Tyrannosauroid dài khoảng 9 mét, tuy nhiên vẫn chưa xác định được đây là hóa thạch của một loài mới hay thuộc về những loài đã được định danh trước đó. Dryptosaurus. Dryptosaurus là một trong những loài khủng long đầu tiên được phát hiện ở Bắc Mỹ. Trước đó, tại châu lục này, không có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của các chi khủng long theropod. Năm 1866, các công nhân thuộc công ty West Jersey Mart ở hạt Gloucester, New Jersey tình cờ phát hiện được các mảnh xương của một con vật to lớn không rõ được danh tính. Nhà tự nhiên học Edward Drinker Cope được mời đến hiện trường và tại đây, ông đã thu thập được rất nhiều các mảnh xương hàm, xương sọ, cẳng chân, xương hông đuôi và chi trước, có kèm theo vuốt, nằm lẫn trong những tảng đá vôi bùn có niên đại từ kỷ Creta. Cope đã xác định đây là các hóa thạch của một chi theropod mới và đặt tên là Lelaps, dựa theo tên của một con chó trong thần thoại Hy Lạp, có khả năng bắt được một con mồi mà nó săn đuổi. Ngoài ra, dựa trên chi tiết của cái móng vuốt lớn, Cope đã tìm được mà loài duy nhất thuộc chi khủng long này mang tên Aquilinges, nghĩa là móng đại bàng. Ở thời điểm công bố phát hiện của mình, Cope đã gọi đây là loài động vật có xương sống trên cạn ghê gớm nhất mà chúng ta từng biết. Quả thực, sự kiện này đã gây chấn động giới khoa học thời điểm đó khi đây là một bộ xương của một loài khủng long ăn thịt đầu tiên được phát hiện ở Hoa Kỳ. Đồng thời, các đặc điểm của nó đã giúp cho các nhà khảo cổ định hình lại cấu trúc của một loài khủng long. Từ thời điểm đó, các loài khủng long ăn thịt như Lelaps aquilinges được mô tả là một chi trước ngắn hơn rất nhiều so với hai chân và có tư thế cũng như hành vi giống với chim nhiều hơn, thay vì là một loài động vật di chuyển bằng cả bốn chân sát mặt đất giống như cá sấu hay như nhà khoa học Richard Owen đã hình dung trước đây. Điều này thể hiện rõ trong bức tranh Leaping Lelaps được vẽ bởi Charles Arnide năm 1897, được tham vấn bởi chính Cope. Hiện nay, bức tranh gốc đang nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khủng long Lelaps không tồn tại được quá lâu khi giới khoa học không công nhận danh pháp này do trước đó Cope không biết rằng cái tên này từ lâu đã được đặt cho một loài mối. Tận dụng được điều này, đối thủ truyền kiếp của ông trong cuộc chiến xương Bone Wars là Othniel Trop March đã đổi tên Lelaps thành Dryptosaurus, có nghĩa là thằn lằn cào xé,
trong một bản mô tả một loài khủng long được ông phát hiện là Titanosaurus. Và điều chớ trêu này, cái tên này cũng đã được sử dụng, do đó Mars về sau cũng phải đổi tên lại thành Atlantosaurus. Điều này đã khiến cho Cope vô cùng giận dữ khi một trong những phát hiện tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình bị đổi tên bởi chính đối thủ của ông. Dĩ nhiên, Cope không bao giờ nhận ra được điều này và vẫn sử dụng cái tên Leileps trong suốt sự nghiệp của mình, mặc cho cái tên Dryptosaurus đã được chính thức công nhận và sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Số phận lận đận của loài khủng long này không chỉ dừng lại ở cái tên khi các nhà khoa học cũng không biết phân loại chúng và họ nào hay do các hóa thạch được phát hiện không hoàn chỉnh. Ban đầu, Cope năm 1866, Lady năm 1868 và Lydekker năm 1888 xếp Leileps hoặc Dryptosaurus vào chi của Megalosaurus, do đó có nhiều đặc điểm tương tự. Sau đó, Marsh đã tách chúng thành một họ riêng biệt mang tên Dryptosauridae. Hơn 100 năm sau, khi càng ngày càng có nhiều loài khủng long đã được phát hiện mới, các hóa thạch của loài khủng long này mới bắt đầu được hồi cứu, nhưng đến cuối thế kỷ 20, người ta vẫn chỉ biết đây là một loài khủng long Colurosaur, chứ không thể xếp chúng vào một họ cụ thể nào. Mãi đến năm 2005, khi một loài khủng long bạo chúa sơ khai được phát hiện ở miền đông Bắc Mỹ, đó chính là Apalachiosaurus, có nhiều sự tương đồng với Dryptosaurus cả về hình dạng lẫn kích thước, người ta mới có thể xác định được Dryptosaurus là một thành viên của liên họ Tyrannosauridae. Thực ra, từ giữa thế kỷ 20, một số nhà khảo cổ như Charles Gilmore và Horner đã nhận thấy sự tương đồng về một số đặc điểm giải phẫu của Dryptosaurus và các chi khủng long bạo chúa ở cuối kỷ Creta như Albertosaurus hay Tyrannosaurus. Tuy nhiên, các ý kiến này không được chấp nhận rộng rãi. Năm 2011, Brussels một lần nữa tái khẳng định nguồn gốc và xếp Dryptosaurus vào vị trí giữa trong thang tiến hóa của liên họ Tyrannosauridae. Một cá thể Dryptosaurus có thể dài khoảng 7,5m và nặng 1,5 tấn. Mỗi móng vuốt trên bàn tay của chúng có thể dài đến 20cm và các móng vuốt này có thể đóng vai trò tích cực giúp cho con vật giữ và xé xác con mồi. Trái ngược với lục địa Laramidia ở phía Tây, nơi có một hệ sinh thái đa dạng cùng với các cuộc đấu tranh sinh tồn đầy khắc nghiệt, thì nửa phía Đông hay lục địa Appalachia, nơi Dryptosaurus sinh sống không có nhiều kẻ ăn thịt khổng lồ như là Acrocanthosaurus cũng được phát hiện tại đây. Tuy nhiên, chúng tồn tại trước Dryptosaurus hơn 50 triệu năm, nên dù có một kích thước không quá lớn, loài khủng long này vẫn nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị tại đây. Niên đại của các hóa thạch Dryptosaurus được xác định cách thời đại của chúng ta khoảng 67 triệu năm. Mặc dù cùng tồn tại song song với những người họ hàng nổi tiếng ở lục địa phía Tây vào giai đoạn gần cuối thời đại khủng long, nhưng Dryptosaurus vẫn còn giữ nhiều đặc điểm nguyên thủy của những loài khủng long bạo chúa như chi trước khá dài với 3 móng vuốt mỗi bên. Điều này có thể được lý giải là sự chia tách hai lục địa đã khiến cho các khủng long bạo chúa ở phía đông như Apalachiosaurus hay Dryptosaurus đã tiến hóa theo hướng riêng. Ngoài ra, sự cô lập về mặt địa lý và áp lực chọn lọc tự nhiên không quá cao cũng khiến cho con mồi của Dryptosaurus không đạt được các dạng tiến hóa tiên tiến như ở phía Tây. Do đó, những kẻ săn mồi này cũng không cần phát triển những thứ vũ khí săn mồi hiệu quả hơn như họ hàng của chúng ở Laramidia. Aplachiosaurus. Hơn 100 năm sau, khi các hóa thạch của Dryptosaurus được phát hiện, người ta mới tìm thấy được bằng chứng về sự tồn tại của một loài khủng long Tyrannosaurus khác tại lục địa Appalachia. Vào năm 1982, tiến sĩ David King của Đại học Auburn cùng vợ là Janet Abbott King trong một chuyến tìm được hóa thạch tại miền đông Nam Hạt, Montgomery, đã phát hiện được hộp sọ, xương cẳng chân và một phần khung chậu của một cá thể theropod. Sau đó, bảo tàng Red Mountain đã quay lại để khai quật thêm các phần còn lại của bộ xương này. Kết quả, họ đã thu nhập được bộ xương hóa thạch lớn và đầy đủ nhất của một loài theropod từng tồn tại ở phía đông Hoa Kỳ. Mãi cho đến 23 năm sau, các nhà khoa học mới xác định được đây là một thành viên của liên họ Tyrannosauridae nổi tiếng và chính thức đặt tên cho loài khủng long mới này là Aplachiosaurus montgomeriensis, với ý nghĩa rất rõ ràng nhằm kỷ niệm nơi phát hiện ra các hóa thạch đầu tiên là hạt Montgomery, bang Alabama, vùng đất trước kia là một phần lục địa của Appalachia. Mẫu vật định danh Aplachiosaurus montgomeriensis ước tính dài khoảng 7 mét, thuộc về một cá thể chưa trưởng thành dựa vào dấu tích của các thóp trên xương sọ và chỉ bằng 2/3 kích thước tối đa có thể đạt được trong trường hợp con vật phát triển đầy đủ.
Dù tương đối đầy đủ nhưng trên thực tế, mức độ hoàn thiện của bộ hóa thạch này chỉ vào khoảng 40%, gồm một số mảnh sọ, xương hàm dưới cùng với các đốt sống, các mảnh xương chậu và các phần lớn của hai chi sau. Tất cả hiện nay đều đang được lưu giữ tại Trung tâm Khoa học Mark Twain ở Birmingham, Alabama. Ở Aplakiosaurus có các đặc điểm đặc trưng, chẳng hạn như trên hộp sọ có dấu vết của 6 xương mào nhỏ chạy dọc theo phần trên của mõm, tương tự với loài Aliorimus ở châu Á. Riêng phần chi trước không được tìm thấy cho nên đến nay vẫn có rất nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh cấu tạo của bộ phận này. Hiện nay đa số đều tán thành ý kiến Aplakiosaurus có chi trước ngắn với hai ngón mỗi bên giống như phần lớn của các Tyrannosaurus, trong khi các tạo hình trước đó của loài khủng long này đều thể hiện chi trước khá dài và có đến 3 móng vuốt. Aplakiosaurus montgomeriensis sống vào khoảng từ 76 đến 80 triệu năm trước trong những vùng rừng nhiệt đới rậm rạp ở vùng đất mà ngày nay thuộc khu vực Appalachia, hạt Montgomery, tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho rằng với kích thước không quá to lớn cùng với môi trường sống nên nó chủ yếu phù hợp với lối săn mồi theo kiểu phục kích. Những khu rừng rậm rạp đã ngăn cản Aplakiosaurus đạt được tốc độ tối đa chỉ vào khoảng 13 km/h trong địa hình rậm rạp. Cho nên, thay vào đó, chúng phải ẩn nấp trong những bụi cây để chờ con mồi. Mặc dù chỉ có thể chạy với vận tốc không quá cao, nhưng nó có thể bền bỉ đuổi theo con mồi suốt quãng đường rất xa. Các nghiên cứu trên hộp sọ và xương hàm của con vật này tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến đặc tính săn mồi của loài khủng long này. Ước tính lực cắn của Aplakiosaurus vào khoảng 32.500 N, tương đương 7.193 pounds trên mỗi inch vuông, không thể nghiền nát xương con mồi như những họ hàng xa của chúng là T-Rex. Bù lại, Aplakiosaurus lại sở hữu một bộ răng sắc nhọn có thể cắm rất sâu vào da thịt và cong như một cái móc để cắt thịt đối phương. Các nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể dễ dàng xé xác các con mồi có kích thước tương đương, thậm chí lớn hơn qua chi tiết hóa thạch của những loài khủng long có kích thước lớn được trang bị lớp giáp chắc chắn được tìm thấy gần đó. Tuy nhiên, do cấu tạo hộp sọ nhỏ, chúng thường phải xoay đầu liên tục để xé mồi thay vì cắn nhiều lần. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đóng được vai gã săn mồi đáng sợ. Đôi khi Aplakiosaurus còn là kẻ bị săn. Trên một bộ hóa thạch định danh có in dấu răng của Dinosuchus, một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại và là kẻ thống trị số 1 của những vùng nước nông ở Bắc Mỹ thuộc kỷ Creta. Tuy nhiên, vết thương có dấu hiệu đã lành cho thấy con Aplakiosaurus nhỏ này đã may mắn sống sót sau cuộc tấn công của một kẻ ăn thịt khổng lồ. Vừa rồi, mình và các bạn đã đi qua phần 1 của nhánh khủng long Tyrannosauridae nói về các chi khủng long nổi bật ở lục địa Appalachia. Hãy ấn like và subscribe kênh để chúng ta cùng đến với hai phần còn lại nói về hai miền Bắc Nam của Lara Media các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!